Tiếp tục giới thiệu cho toàn thể anh chị em chơi âm thanh một đôi loa, một sản phẩm, một thương hiệu cũng rất nổi tiếng của Anh Quốc, đó là Monitor Audio. Dòng hãng âm thanh Monitor Audio này thì cũng có mặt trên thị trường âm thanh cũng trên 40 năm rồi. Đấy, thì cho ra đời những đôi loa rất là huyền thoại. Ngày hôm nay em sẽ xin giới thiệu với toàn thể anh chị em cặp loa cột. Ở trên đây nó cũng dập chìm thương hiệu và logo của hãng. Đó là cặp loa cột Monitor Audio BX6, có model là BX6. Cặp loa vân gỗ rất là đẹp. Anh chị em thiết kế những cái đường rất là hài hòa bắt mắt, kết hợp với tông màu gỗ, màng loa màu trắng rất là đẹp. Tép đom titan vàng và tất cả trên những cái vòng viền của loa đều có biểu tượng logo của hãng. Đấy, anh chị em. Đây thế này, đây là trung trầm, trung cũng đầy đủ logo, gân cao su. Đây hai bát 16 cũng đầy đủ. Về bên ngoài là viền kim loại, trông nhìn trông rất là đẹp bắt mắt. Và cặp thông hơi phía trước loa cũng có đầy đủ các chân. Cặp loa sở hữu với hai bát 16,5, gân cao su, một trung và một tép đo vàng, với kích thước là chiều ngang rơi vào gần 20 cm, chiều sâu nếu mà tính cả mặt căng thì rơi vào 33 cm, và đôi loa có chiều cao là 1 m, thêm với chân đinh nữa thì là cao hơn 1 m. Loa có thông số kỹ thuật như sau anh chị em nhé. Đây, em quay trở lại với mặt phía trước. Đấy, cặp loa với hai bát 16, một trung, một tép, có lỗ thông hơi phía trước, tất cả ngay cả cái đường lỗ thông hơi phía trước họ cũng trang trí tạo cái viền, cái điểm nhấn cho cặp loa rất là đẹp. Cái này em nghĩ là bên nhựa, còn viền này viền kim loại. Đấy, có chân. Đấy, màu vừa vân gỗ rất là đẹp anh chị em nhé, bày biện trong những cái phòng phòng khách, phòng chung cư. Và ở phía đằng sau cũng có thêm một lỗ thông hơi ở trên. Cặp loa Monitor Audio BX6, cặp loa này có thể đánh được B-Roy anh chị em nhé. Nếu anh em chị em mà đánh có âm ly B-Roy thì ta có thể tháo hai cầu âm dương ra. Đã.
một trong những dòng loa thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Thưa quý vị, trước đây thì tiểu đường được xem là căn bệnh nan y không thuốc chữa, nhưng mới đây thì cách anh em thông cảm, em nghe với nhạc số lên thành ra là, và đặc biệt căng này căng 5 châm anh chị em nhé. Căng này căng nhựa. Đây, căng nhựa là có các cục 5 châm ở đầu. Để dính vào đây. Chứ không có một cái lỗ cắm như các đời trước. 5 châm luôn. Đây, em để đấy, anh chỉ cần dính vào là xong. Anh chị em. Kể ít căng cũng có logo. 1 liter audio. Đây cũng em cũng xin nhắc lại, đây cũng là một cái thương hiệu âm thanh rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Loa thì có trở kháng là 90 decibel và độ nhạy là 90 decibel và trở kháng là 8 ohm. Có công suất mắc tận 150W, rất là khỏe. Trông cặp loa như này thôi, anh em có thể chơi được đa di năng thể loại nhạc. Rất là hay. Máy này anh em chị em cũng có thể chơi được nhạc mạnh luôn, nhạc đàn DJ em nó cũng đáp ứng đầy đủ, độ động em nó rất là tốt. Cặp loa còn rất là đẹp anh chị em ạ. Em sẽ bỏ lốt căng bên này, căng 5 châm. Và dòng này cũng đặc biệt là cũng rất dễ ghép amply. Anh chị em có thể đánh những cái dòng âm ly Nhật như rất là nhiều dòng Sansui, Đờ Lông, Lắc Ma, là anh chị em nghe nhạc tình cảm nhẹ nhàng thì có thể chơi với các cái âm ly châu Âu. Tép nghe rất là thích, đầy đủ logo. Với cặp loa rất là đẹp và rất là nổi tiếng thương hiệu Mulito Audio BX6, bên shop em bán ra với cái giá cực kỳ tốt, chưa tới 10 triệu, 9.800.000 anh chị em ạ. Chị em sở hữu ngay cặp loa cây rất là bắt mắt và chất âm rất là hay. Đây em cũng test thử luôn một cái loa bản nhạc DJ đi. Hôm nay cho ta hit một like, hôm nay cho ta hit một like, hôm nay cho ta hit một like, hôm nay cho ta hit một like.
thanh thì rất là hợp lý. Anh chị em có nhu cầu có thể alo trên theo số 0904997890. Chỉ có 9.800.000, anh chị em đã sở hữu ngay một cặp loa rất là nổi tiếng tới từ Anh Quốc. Một cặp loa nghe hay, bày đẹp. Chút xíu nhạc vàng anh em. Anh chị em có nhu cầu có thể alo cho em số 0904997890. Vâng, xin chào toàn thể anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi kênh Tết âm thanh của Bumbox Audio. Xin chào và xin hẹn gặp lại.